Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, Đảng Nhân dân Campuchia có chủ trương tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và quốc tế, tiếp tục nêu cao ngọn cờ chống diệt chủng, không được để phe chống đối gian lận phiếu bầu. Từ kinh nghiệm của lần bầu cử năm 1993, ông Sáu Nam khi đó tin rằng đoàn kết trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia là điều sống còn. Riêng ông Ba ngay từ đầu vẫn cảm thấy chưa yên tâm và nói với tôi rằng: "Hậu bầu cử sẽ còn mệt mỏi hơn cậu ạ." Sau cuộc bầu cử năm 1998, Đảng Nhân dân Campuchia thắng cử, giành được 41% số phiếu, Đảng FUNCIPEC được 32% và Đảng SAMRENSI được 13%. So với kết quả năm 1993 thì đây là thắng lợi của Đảng Nhân dân. Một tâm lý thắng lợi, một tương lai rất mới mở ra cho không chỉ Đảng Nhân dân mà còn cho quan hệ Việt Nam và Campuchia gần một tuần sau đó tôi đã báo cáo đầy đủ tình hình với ông ba và chuẩn bị văn bản để gửi ra tổng cục ngoài hà nội rồi trình lên trên sau gần một năm căng thẳng đối phó với nhiều biến động ông ba đồng ý cho chúng tôi tổ chức liên hoan thực ra hôm đó cũng tiện cho một hội nghị của ngành được tổ chức không nói ra nhưng ai cũng hiểu là ăn mừng cho thắng lợi của bạn tôi nhớ mãi hôm đó ông ba dường như không vui ông vẫn còn băn khoăn điều gì đó rồi hỏi tôi ăn mừng thế này có sớm quá không Tôi chột dạ nghĩ bụng Bạn thắng thì phải ăn mừng chứ sao Như ông ba bảo Đừng vội mừng Chưa xong đâu Phe chống đối ở Campuchia thua cử rồi Nhưng còn hiệp 2 Đó là các đảng đối lập không công nhận kết quả bầu cử Lúc đó mới loạn Tôi miễn cưỡng đáp Vâng cháu cũng nghĩ như vậy Nhưng cảm thấy lấn cấn về câu hỏi của ông Có sớm quá không Thật không ngờ Chính thời điểm ấy lại nảy sinh tình huống phức tạp mới ở Campuchia khi nhận được tin tức về việc này, tôi báo cáo nhanh với ông bà. Ông ngồi ở một bàn phía xa, tôi vẫn nhớ cử chỉ của ông lúc đó là nhíu mày lại. Mà tôi biết ông nhíu mày theo kiểu ấy là tình hình khó khăn lắm rồi. Hoặc là ông bực bội, hoặc lo lắng lắm thì mới nhíu mày theo kiểu ấy. Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Giờ sao đây? Tay ông gõ nhịp nhịp xuống bàn, lúc bí ông hay làm thế. Nghe thấy tôi biết là ông không vui rồi, tôi thấy ân hận vì mình non nớt. Ông bà từng nói, tất cả các cuộc bầu cử trong Sài Gòn, dù chúng nó là một ruột với nhau, cũng một thầy là thằng Mỹ. Mà câu chuyện bầu cử thắng hay thua chỉ là một phần của ổn định, không bao giờ trò chơi dân chủ dừng lại ở đây, nên các cậu phải tính xa hơn. Ông bỏ dở bữa cơm đứng dậy, lững thững sách cái cặp, trông dáng đi ấy là tôi biết ông không vui, không phải không vui vì tôi mà không vui vì chính ông. Sau này ông bảo với tôi, lỗi này ở tôi, Tôi hiểu hơn các cậu vì tôi ở địch hậu nên tôi biết Mà không dự báo được nên tự nhiên thành lúng túng Đẩy lãnh đạo vào thế khó Rất may hôm ấy ông Sáu Nam có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh Tôi đề xuất với ông ba Xin phép chú cháu gặp chú Sáu Nam để xin ý kiến Ông ba đồng ý Cậu đi gặp anh Sáu đi Khi về nhớ ghé qua tôi Muộn cũng đến Sau khi báo cáo và nhận được ý kiến chỉ đạo của ông Sáu Nam Tôi quay trở về báo cáo với ông ba Về kế hoạch sang Campuchia sáng sớm hôm sau trước khi lên đường tôi bất ngờ thấy ông ba đứng ở đầu xe rồi hỏi một câu khiến tôi nhớ mãi tôi có giúp được gì cậu không tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ông thưa chú cháu sẽ báo cáo về thường xuyên chú yên tâm cháu lo được ông hiểu chuyện này là tính mạng chứ không chỉ là công việc ông cũng không dặn tôi thận trọng mà nhìn vào xe nhìn đông nhìn thạnh nhìn việt như cách nhìn lũ gà nòi xem liệu mấy cậu này trong tình huống khó khăn có đứng bên cạnh tôi không Ông cầm trên tay một sợi dây gai sâu mấy chục chỉ vàng Tôi hiểu đó là câu chuyện của lính đặc nhiệm từ hồi 1977 ở Campuchia Thường ai cũng có một, hai chỉ vàng dắt lưng để sẵn sàng khi phải rút chạy trong bối cảnh không còn chính quyền Không còn xe cộ, không còn gì thì lấy tiền để mua mạng sống Ông đưa tôi, tôi biết đây là vũ khí cuối cùng để bảo toàn tính mạng Ông dặn tôi, bất kỳ tình huống nào nguy hiểm cậu phải rút ngay. Trong câu chuyện này, lúc bấy giờ tôi đã nhận được từ ông ba rất nhiều lời khuyên. Những gì tôi đã làm được thì không thể thiếu bóng dáng của ông ba, không có ông thì tôi cũng không thể làm được như vậy, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù rằng đến giai đoạn ấy tôi đã bắt đầu phải tự mình làm người cầm cờ, nhưng để thực sự có những ứng biến tại chỗ thì không thể xin ý kiến ông từng việc một được. Trong hàng chục năm đầy biến động khó khăn của Campuchia luôn có sự đóng góp, hỗ trợ to lớn của Việt Nam đối với đất nước Campuchia anh em. Trong đó có phần rất quan trọng và đậm dấu ấn cá nhân của ông Sáu Nam Lê Đức Anh. Ông Sáu cùng các lãnh đạo Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh bên bạn trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, tự chủ của bạn nhưng vô cùng gắn bó, khăng khít trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Giúp bạn phải dựa trên mối quan hệ tin cậy từ cấp cao nhất tới cơ sở. Đặc biệt, then chốt là giúp bạn đoàn kết nội bộ. Trong bất kỳ tình huống thuận lợi hay khó khăn nào, yêu cầu giữ gìn đoàn kết nội bộ, ngăn chặn và đẩy lùi mọi âm mưu chống phá, gây chia rẽ là nhiệm vụ sống còn. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng nhân dân là hạt nhân cốt lõi của khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, hoàng tộc, tôn giáo và chính giới Campuchia, củng cố niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa, tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng và phát triển đất nước sau cuộc tổng tuyển cử được Liên Hợp Quốc tổ chức tháng 5 năm 1993, Campuchia trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến, thực hiện chế độ đa đảng. Các đảng phái đối lập, kể cả Khơ Me Đỏ, đều có vị thế chính trị, duy trì lực lượng quân sự riêng. Bối cảnh hỗn loạn này cũng là thời cơ để các lực lượng phản động chống phá Việt Nam lợi dụng xâm nhập địa bàn Campuchia, lấy đây làm bàn đạp mưu đồ chống phá Việt Nam. Tháng 5 năm 1995, nhận lời mời của quốc vương Norodom Sihanouk, chủ tịch nước Lê Đức Anh sang thăm chính thức Campuchia. Khi đó, ông Sáu Nam, chủ tịch nước Việt Nam, vị tư lệnh mặt trận năm xưa sẽ là mục tiêu chống phá hàng đầu của bọn phản động, bôi đen hình ảnh Việt Nam, xóa đi công lao của quân tình nguyện Việt Nam, hăm dọa, thậm chí ám hại được lãnh tụ Việt Nam, sẽ là cơ hội chia rẽ mối đoàn kết Việt Nam-Campuchia. Trước chuyến đi này, có ý kiến đặt ra nên đi hay không? nhất là trong tình hình an ninh phức tạp bấy giờ ông sáu nam kiên quyết đi vì chuyến thăm này hết sức quan trọng thể hiện vị thế quốc gia khẳng định hình ảnh việt nam trên trường quốc tế và với nhân dân chính phủ campuchia có thể nói ông sáu nam dám chấp nhận đi vào chỗ nguy hiểm nhất chuyến đi đó cần được thực hiện ngay sau khi chính phủ campuchia được quốc tế công nhận là thượng khách của quốc vương của chính phủ và nhân dân campuchia hình ảnh và vai trò của chủ tịch nước việt nam sẽ tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho bạn, đặc biệt là đảng nhân dân Campuchia trước những khó khăn thách thức. Chuyến đi cũng sẽ góp phần khẳng định tính chính nghĩa của quân tình nguyện Việt Nam, tình đoàn kết chiến đấu thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh các nội dung lễ tân ngoại giao thì công tác an ninh cho chuyến thăm được đặt trọng tâm cao nhất. Cả hai bộ máy bảo vệ của bạn và ta đều đặt yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho ông Sáu Nam lên hàng đầu vì vậy một lịch trình khoa học và kế hoạch bảo vệ hết sức chặt chẽ được vạch ra tuy nhiên trong bối cảnh campuchia với những phe phái xung đột và mâu thuẫn sự tồn tại của các lực lượng chính trị quân sự đối địch thì mức độ nguy hiểm mất an toàn vẫn có tỷ lệ không nhỏ không ai nói trước được điều gì có thể xảy ra có một chi tiết ít người biết đó là ngay sau khi đón ông sáu nam từ chân cầu thang máy bay vào phòng lễ tân quốc vương campuchia đã bất ngờ nhận một yêu cầu đặc biệt từ chủ tịch nước việt nam đó là một lịch trình hoàn toàn khác với dự kiến mà hai bên đã chuẩn bị và đã được thông báo công khai dù rất bất ngờ với lời đề nghị này nhưng với sự trân trọng đặc biệt với vị quốc khách quốc vương đã chấp thuận dù mọi lịch trình bị đảo lộn dù tất cả các yêu cầu bảo vệ đều thay đổi hoàn toàn nhưng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp tuyệt đối an toàn chuyến đi ấy tôi không quên được đó là trước khi sang campuchia đơn vị tôi phụ trách hướng chính để nắm tình hình và phối hợp bảo vệ ông Sáu Nam, nên tôi ra Hà Nội báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị. Ông Sáu Nam không nói gì chỉ bảo ừ. Nhưng khi tôi chào ông Sáu đi ra, ông dúi vào tay tờ nốt màu vàng dặn tôi lên phương án bảo vệ theo kế hoạch này. Tôi không dám hỏi về mở ra xem thì tá hỏa, cha kế hoạch thay đổi toàn bộ, đó là một lịch trình hoàn toàn khác. Tôi về báo cáo với ông ba không ngờ ông cười thú vị. Đúng rồi, phải thế chứ. Thôi, cậu chuẩn bị phương án đi. Tôi lại phải quay ra Hà Nội báo cáo với các thủ trưởng tổng cục về sự thay đổi này và được dặn cứ đúng như thế mà làm. Việc thay đổi lịch trình có lẽ chỉ có tôi và ông Ba Quốc biết được chuyện này, có lẽ không ai khác được biết. Vì ông Sáu Nam chỉ đưa tờ giấy màu vàng nhỏ xíu cho tôi. Đó là một chương trình tự ông Sáu Nam đặt ra, lễ tân bộ ngoại giao cũng chỉ biết phương án cũ nên khi thay đổi ngay tại hiện trường, tôi cùng vị đại diện hàng không Việt Nam phải vào tận trong máy bay để báo cáo. Thưa chú, xin phép chú khi mở cửa máy bay bước ra thì cho cháu đứng trên cầu thang cửa máy bay cùng với đại diện hàng không. Lúc bấy giờ tôi lo nhất là xung quanh rất trống trải, toàn cánh đồng lúa và cây thốt nốt nên sợ bị bắn tỉa. Khi ông Sáu Nam đi xuống, chụp ảnh lưu niệm phải chấp nhận, xấu một tỷ. Vì có hai người che chắn hai bên trong khi thường phải lui hết để cho ông đứng chào. Cho đến khi ông sáu tiếp cận quốc vương Campuchia là yên tâm. Lúc ông sáu về nước cũng vậy, tôi đưa ông ấy lên tận bậc thang cuối cùng, máy bay đóng cửa lại là rút thang và cho bay ngay. Mấy anh em chúng tôi đứng dưới thấy máy bay lấy được độ cao mới thở phào. Sự thay đổi bất ngờ đó đã góp phần loại trừ những nguy hiểm hóa giải tình huống xấu có thể xảy ra, dường như xuất phát từ một nguyên tắc rất kỳ lạ, một bản năng tự bảo vệ rất riêng, rất bất ngờ của vị tướng gan dạ dạng dày trận mạc rất linh hoạt và vô cùng hiệu quả